À, nếu như một người đó vì lợi ích của họ mà họ sắc xanh ấy, họ sát xanh thì dù cho họ có dùng nó vì cái lý do chữa bệnh vì lý do nuôi mạng à, và quả thật nó có thể chữa bệnh nó có thể nuôi mạng thì do cái tà kiến đó đó họ sẽ đi xuống những cái khổ cảnh À, ở ở nhà sư gia đình sư là gia đình làm y à, à, có người bác à, làm đông y hồi xưa đó hồi xưa thì từng làm chủ tịch hội đông y quận 3 thành phố hồ chí minh nói như vậy để quý vị biết là cũng không phải là cái hạng mà tôm tép nhảy nhép hmm thì ở trong Đông y họ à, có một cái phương thuốc à, dùng cái từ là cứu mạng cứu mạng người à, mà phải dùng cái con mà con cù lần phải giết nó mà cái phương pháp giết nó rất là tàn nhẫn đó là bỏ cái con cù lần đó vào trong một cái siêu đất rồi nấu lên nấu lên nấu sống nấu sống thì cái phương thuốc đó là dùng để cứu mạng người nhưng mà cả một đời khi mà sư ở với chung với người bác của sư từ hồi nhỏ đến lớn cho đến khi người bác sư đi đi mỹ thì từ nhỏ đến lớn thì sư chỉ biết là bác của sư chỉ dùng ba lần thôi ba lần để cứu mạng người có nghĩa là đương nhiên là khi làm khi làm y sĩ đó khi làm bác sĩ thì rất nhiều những trường hợp cứu mạng người à, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện chẳng đặng đừng phải nói là uh, nó như thế nào đó thì mới làm thôi uh, và một lần ở trong đó đó là để uh, cứu uh, bố của sư mà lúc đó thì cái ký ức của sư nó rất là mơ hồ thôi tại vì hình như lúc đó chỉ cỡ chừng 6 tuổi hay 8 tuổi nhưng rất là nhỏ đấy và về sau thấy hai biết hai lần nữa một lần biết và một lần thấy à, và sư nghe nói lại là cái phương thuốc này nó rất là nó rất là ác cho nên nó là không có chủ trương đấy à, nói như vậy để quý vị thấy là ngay cả đối với những vị mà bác sĩ thì có những cái phương thuốc mặc dù có thể cứu mạng người đó nhưng mà cũng rất là dè dặt cũng rất là dè chừng khi mà phải làm những cái chuyện như vậy huống chi uh, sanh mạng nào thì cũng là sanh mạng chúng sanh nào cũng tham sống sợ chết đấy uh, cho nên trong kinh pháp cứu đức phật nói Chúng sanh nào mà cũng muốn có được hạnh phúc thì cái hạnh phúc an lạc của chúng sanh đó không thể nào dựa trên sự đau khổ của chúng sanh khác. Nếu như chúng ta tìm cầu sự an lạc của mình dựa trên sự đau khổ của chúng sanh khác thì những quả báo khổ đau sẽ đến với chúng ta. Và những người không có chánh kiến, những người có tà kiến họ sẽ vì cái lợi ích trước mắt họ sẽ vì do sợ hãi à, uh, căn bệnh sợ hãi cái chết mà họ đi đến cái việc phạm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì dù cho nó có thể nha dù ngay cả trường, trong trường hợp nó có thể cứu mạng họ trong thời điểm đó nhưng mà nó cũng sẽ đem lại những quả báo nặng À, sư đưa ra một cái trường hợp ừ. sư giả sử nếu thôi ha, sư nếu tại vì sư không phải là một nhà khoa học để mà sư có thể nói là cái việc nuốt con dung đất đó đó là nó à, chữa bệnh được hay không chữa bệnh được à, sư không có thẩm quyền nhưng mà nó như thế này khi mà một người nghĩ rằng cái chuyện mà mình nuốt con dung đất để mà mình chữa bệnh thì họ không nghĩ đến lời dạy của đức thế tôn đó là cái căn bệnh đó cái, cái căn bệnh covid này đó nếu như mà họ bị bệnh và họ chết do cái căn bệnh covid này thì cái bệnh covid này đó nó chỉ khiến cho họ đau khổ gần chết hoặc là chết thôi giỏi lắm là chỉ làm cho họ chết thôi nhưng mà cái con covid này đó nó không thể nào đưa họ đi xuống địa ngục nhưng mà khi họ nuốt con dung đất này thì chính con dung đất này nó sẽ đưa họ đi xuống địa ngục và chịu những cái quả báo lâu dài à, nhưng mà chúng sanh ấy bệnh trước mắt thì họ sợ chứ còn địa ngục thì họ không có sợ, do đâu? do vô minh à, và đối với những người chủ trương như vậy thì quý vị lại nhớ dùm một cái Câu này ở trong Pháp Cú vừa mới dạy xong ngày hôm qua, đó là gì? Kẻ ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành kẻ trí. Kẻ ngu tưởng mình trí, đó gọi là trí ngu. Đó mới là kẻ ngu. Tức là khi mà chúng ta biết cái việc đó là cái việc nuốt dụng đất là cái việc phạm giới. Hả? mình biết như vậy cho nên mình chấp nhận người ta kêu mình ngu chấp nhận kêu mình ngu giả sử trong trường hợp có thể chữa bệnh nha tại vì sư không có thẩm quyền y tế sư không nói được cái này nhưng mà giả sử ngay cả trường hợp nó có thể chữa bệnh chúng ta vẫn từ chối chúng ta không có nuốt nó thì nhờ như vậy đó, dù cho người ta có kêu mình là cái đứa ngu nhưng mà mình lại được những cái bậc có thiền trí đó. khen là người có trí còn mình á, tưởng mình khôn mình tưởng mình khôn à, mình nuốt con dung đất để vì mục đích chữa bệnh thì cái người ngu á, tưởng là mình trí thì cái chúng sanh đó thật sự là kẻ ngu bởi vì họ đang đào lấy cái gốc rễ của đời này và đời sau chắc chắn cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó không xa